Hello, chào các bạn. 6 giờ chiều ngày 10 tháng 9, sau vài ngày ra mắt chính thức thì hôm nay mình quay lại cái BMW Motorrad Taco ở Sala. Chạy em nó về nhà sau một số ngày chờ đợi hóng thì bữa nay chính thức được chạy em đó. Thì bây giờ mình sẽ chạy từ đây ở quận 2 về tới nhà mình ở Nguyễn Văn Trỗi, cái khu cầu Công Lý, chắc khoảng chừng 5-6 cây số gì đó, và mình sẽ quay một cái clip gọi là lăn bánh đầu tiên ở Sài Gòn cho các bạn xem cho vui. Xin chào các bạn. Thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt sau rất là nhiều cái thời gian chờ đợi và mong mỏi em nó về đến đất Việt Nam, thì hôm nay là cái ngày chính thức mà showroom BMW Motorrad Sala giao xe cho khách hàng. Và đặc biệt ở cái chiếc xe này là đây là chiếc xe được đặt hàng đầu tiên tại Việt Nam, và đây cũng là chiếc xe được giao đầu tiên tại Việt Nam. Và cái khách hàng của mình là anh Mai Triều Nguyên, là một người đã ủng hộ Motorrad, thì chiếc xe này là chiếc xe thứ 3. Mình cũng thay mặt BMW Sala gửi lời cảm ơn anh Nguyên đã rất tin tưởng và ủng hộ, và hơn nữa là cái kiên nhẫn của anh ấy khi đã chờ đợi cái xe này về để thỏa mãn cái niềm đam mê. Chúc anh có nhiều sức khỏe và chạy xe an toàn, có nhiều khám phá với cái tình yêu mới của mình. Rồi, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Đây là chiếc xe có thể là nói là ưng ý nhất, mặc dù chưa chạy nhưng mà nhìn về bên ngoài thì chiếc xe mình dự đoán là chiếc xe ưng ý nhất của mình. Và trước mắt là hứa sẽ chạy xe này rất là lâu dài và sẽ có nhiều cái clip quay để trải nghiệm. Thì lúc mà mới thấy ra mắt cái chiếc xe này trên thị trường quốc tế thì mình cứ nhìn nó mãi và mình nghĩ đây là chiếc xe dành cho mình rồi, giống như hãng thiết kế xe cho mình vậy, đáp ứng mọi địa hình nhờ vào cái dòng Adventure, đặc biệt là địa hình Việt Nam thì cái này là chạy là đáp ứng được hết, đường đẹp cũng như đường xấu, lên rừng xuống biển gì đều đáp ứng hết. Và cái form GS nó rất là gọn. Một cái điểm đặc biệt mình thích là cái form và cái tone màu của cái bản HB này nó rất trẻ trung, rất thời trang. Và chiếc xe của mình sắp tới mình sẽ không có độ nhiều, không gắn những cái cản rườm rà, và mình sẽ làm một chiếc xe nó thật là đơn giản, đẹp, sexy, nguyên vẹn của nó. Đây một anh đại ca đang được nhân viên BMW Motorrad ở Sala hướng dẫn những cái bước đầu tiên để điều khiển cái chiếc xe gọi là rất là đang được nhiều người mơ ước, chiếc xe mọi địa hình dành cho những người thích adventure. Với bình xăng 30 lít là chiếc GSA, còn đây là chiếc bình xăng 20 lít GS. Cả hai đều phiên bản HP với một cái bộ mâm màu vàng rất là đẹp, rất là nổi bật. Rồi, lên đường về nhà nha các bạn. Ok. Đi nha. Cảm ơn Hùng. Rồi, lăn bánh đầu tiên. Quá êm. Đây nha Hùng. Mình đang chạy cái chế độ road và đang bắt đầu ở khu đô thị Sala, giờ chạy về nhà. Đây là những cái cây số đầu tiên các bạn. Những km đầu tiên trên chiếc GS 1250 bản HB. Cái cảm giác đầu tiên so với chiếc RS của mình là cái phuộc nhúng nó êm quá, êm như nhung, cho nên nó là thấy nó hơi êm nó đó. Cái màn hình rất là đẹp, màn hình TFT quá đẹp luôn. Cái thế ngồi thì rất thoải mái. Ở đây cái bản đồ Garmin mình có sẵn ở nhà, mình sẽ gắn vào đây. Cái phiên bản GS thì cái kính chắn gió này nó, kính chắn gió nó rất là thấp, nhìn nó rất là thể thao. Thì cái đường ở bên này gồm 4 lane các bạn thấy. 4 lane thì 2 lane dành cho xe máy, rồi 2 lane dành cho xe hơi. Rất là nhẹ và rất là lanh xe. Rất nhẹ, rất lanh xe. Nhớ một cái là lên liền, nhớ một cái là lên liền. Hôm nay thì mình không có dự tính trước là đi lấy xe, cho nên mình không có mang giày. Hôm nay là đi đón con ở bên trường Việt Úc Sala, nên là sẵn tạc vào hỏi coi lấy xe được hay chưa. Thì lấy được thì mình lấy luôn. Quá êm, một cảm giác quá êm, nhẹ nhàng như nhung. Đây là cầu Thủ Thiêm các bạn, cầu Thủ Thiêm hướng về quận 1. Xe này nó có quick shift, cho nên là lúc mà tăng tốc á, hoặc là giảm tốc, mình có thể đá trước hoặc là móc về sau mà không cần phải bóp côn. Mình thử đứng lên rất thoải mái, đứng lên chạy cũng khá thoải mái. Xe nhẹ nhàng, vận hành êm ái lắm. Vài ngày nữa mình sẽ đi bóc biển số, rồi mình sẽ lắp cây bô Akavovic. Rồi cái đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh này các bạn lưu ý là mình được phép chạy. Ở đây các bạn thấy cái bảng nè, 3 cái làng bên ngoài thì một cái làng này được phép chạy xe máy, cho nên xe mô tô các bạn có thể vào để chạy, không có phải là không có bị vi phạm. Đây là những km đầu tiên các bạn. Một chiếc BMW R1250GS bản HB đầu tiên tại Việt Nam, chính hãng, lăn bánh. Hiện tại có 2 chiếc 1250, một chiếc là GS và một chiếc là GSA của người nước ngoài đang ship qua Việt Nam và chạy tour từ Việt Nam về nước ngoài. Thì mình cao khoảng 1m67 thôi, chứ không có cao lắm, mà thuộc loại lùn. Tuy nhiên thì lên chiếc xe này mình chỉnh cái chế độ phuộc là thấp nhất và nó rất là vừa vặn. Hôm nay mình không có mang giày mô tô, mình mang một cái đôi giày mọi, mình chạy vẫn thấy ok. Cái dòng Adventure GS là cái dòng xe nổi tiếng nhất của BMW và bán chạy nhất của BMW các bạn. Bởi một cái yếu tố quan trọng nhất là đây là chiếc xe thích nghi được tất cả những cái địa hình. Cho dù các bạn đi đường trường, các bạn đi đường xấu, đi off-road, các bạn đi touring, chiếc này đã đều đáp ứng được hết. Rồi tới đường Lê Duẩn, Giờ này là giờ tan tầm, đón con, tan ca, tan sở, cho nên các bạn thấy cái lượng xe rất là đông. Đặc biệt ngay trung tâm thành phố toàn là xe hơi, các bạn thấy xe hơi lấn chiếm hết toàn bộ, không còn ở chỗ cho xe máy đi luôn. Đó. Bây giờ cái đường là một bên là 3 làn xe, hai bên là 6 làn xe. Xe hơi chiếm hết 3 làn. Còn xe mô tô của mình thì coi như là vừa đủ một chiếc chen. Các bạn muốn tăng hoặc là giảm cái kính chắn gió thì vặn cái núm này xuống. Cái ghi đông màu đen khá đẹp. Nắp bình xăng thì key let's go, cái chìa khóa mình để trong túi thì mình mở được đổ xăng, khởi động bằng này. Cái màn hình này về mình sẽ tải một cái app của BMW. Tải cái app của BMW, sau đó mình kết nối nó vào điện thoại thì tất cả những cái thông tin về hành trình, về xăng, về máy, về mọi thứ nó đều load lên cái điện thoại của mình hết. Ở đây là cái cổng sạc. Đó. Này là chỉnh phuộc này, menu này, chỉnh map. Wow, nóng quá. Trong cái màn hình này rất là nhiều chức năng để về mình nghiên cứu cách điều chỉnh. Hiện tại mới vừa chạy vài cây số từ cái showroom ra, mình cũng chưa có biết rành về cái dàn menu điều chỉnh ở trong cái nguyên cái cụm màn hình này. Giờ này các bạn thấy kẹt xe rất là khổ sở. Đi qua được mấy cái đoạn này là toát mồ hôi hột luôn. Đây là đường Lê Duẩn các bạn. Đó, mình đứng lên nè. Thì cái dòng GS này đứng lên xe chạy rất là đã. Hai cái lót chân của nó làm cái răng cưa đứng lên không có bị trượt cái giày. Đây là cái máy boxer cải tiến rất là mạnh. Sau nhiều năm ra mắt thì cái máy này với công nghệ ship cam, cảm nhận đầu tiên cái máy boxer ship cam này so với chiếc RS của mình đang chạy hoặc là chiếc R90 trước đây mình chạy đều có cái máy boxer tương tự như nhau, thì đây là cái máy cho cái vận hành rất là êm, đặc biệt trong phố. Cái mà mình quan tâm nhất là cái điểm đó. Cái máy boxer công nghệ ship cam bây giờ nó đã khắc phục được cái việc gầm gừ cái máy khi mình chạy số 1 các bạn. Khi mình chạy số 1 trong phố, đặc biệt là những cái đoạn đường mà nó kẹt xe như vậy ở Sài Gòn hoặc ở những thành phố lớn, liên tục kẹt xe và mình cứ liên tục phải chạy số 1 thì những cái thế hệ boxer trước nó gầm lắm, nó gầm, nó giật và nó nói chung là rất khó chịu. Chỉ chạy tốc độ cao thì nó mới nhẹ nhàng thôi. Thì với cái máy mới này thì nó khắc phục được cái điểm yếu đó. Thì nãy giờ mình chạy trong cái môi trường kẹt xe như vậy các bạn thấy thì khá ổn. Rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Về tổng thể thiết kế của chiếc xe này so với chiếc GS đời trước thì không có nhiều thay đổi các bạn. Không có nhiều thay đổi lắm. Thay đổi lớn nhất là cái công nghệ ship cam trên cái máy này và một số những cái công nghệ nhỏ nhỏ bên trong. Còn về ngoại hình thì không thay đổi nhiều. Thay đổi về cái màu sơn, cái logo nước sơn, cái ghi đông màu đen, cái mâm màu vàng, một số cái điểm nhấn làm cho chiếc xe nó thanh thoát hơn, thời trang hơn và nhìn nó tươi tắn, đẹp hơn. Thì các bạn biết một chiếc xe như vậy, một cái đời xe họ ra cũng tương tự như xe hơi, tức là khoảng từ 5 cho tới 7 năm thì họ mới ra một chiếc xe mới, một cái thế hệ mới, all new. Đó thì cái chiếc GS đời trước hình như là đã ra mắt lâu lắm rồi. Đây là cái chiếc all new tiếp theo cái thế hệ 1200, đây là 1250. Rồi hàng năm á, họ sẽ ra những cái phiên bản màu sắc mới. Ví dụ năm sau hoặc năm sau nữa thì họ ra một cái GS 1250 mới. Nhưng mà thật ra thì không có thay đổi gì hết, chỉ thay đổi về màu sắc thôi. Cho nên các bạn thường nhận diện cái sản phẩm á, nhận diện cái xe đời nào là bằng cái màu sắc là chính. Rất là êm các bạn. Cảm giác chạy trong phố cũng không có khó chịu. Chỉ có điều là cái tay con cũng hơi nặng chút xíu ha. Thì chạy toàn là có mấy cây số có bò không à. Cho nên là bóp con liên tục hơi nặng mỗi cái tay. Tót mồ hôi á. Sẵn cái video này các bạn coi cái cảnh kẹt xe ở Sài Gòn giờ cao điểm. Đây là đường Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng quận 1 quận chuẩn bị qua đoạn Hai Bà Trưng quận 3. Rồi mình sẽ rẽ trái vào Võ Thị Sáu về cửa hàng. Nóng quá cho nên là phải mở cái nón ra chút xíu cho nó mát. Đã từ cái đèn đỏ và qua đèn xanh vài chục giây, chưa kịp nhích là đã đỏ tiếp rồi. Thì những cái giờ cao điểm này thường là không có đi xe mô tô. Đi xe mô tô rất là mệt, rất là đuối. Thời gian những cái giờ cao điểm này có xe tay ga là chạy sướng nhất. Cứ Honda League rồi SH rồi những cái xe tay ga là chạy sướng nhất. Vô số nó cũng không có bị kêu cái cốc hoặc là nó giật hoặc là nó đánh. Vô số cũng khá êm. Cái thế ngồi rất là thẳng đứng, rất là thoải mái. Cái bô này nó êm quá cho nên là những người đi kế bên đó không có biết mình đang chạy mô tô. Đó, các bạn thấy nó báo là chuẩn bị đổ xăng ha. Quá đông luôn. Giờ là chạy đúng là đuối luôn á. Tót mồ hôi hột. Nẹt bô mà không nghe gì hết á. Quá êm đi. Các bạn thấy giao thông ở Sài Gòn chưa? Giờ cao điểm nha. Cái video này gọi là cảm nhận những cây số đầu tiên của chiếc GS 1250 HB lăn bánh trên đường phố Sài Gòn giờ cao điểm. Nãy giờ đây chắc được khoảng 4 phút, xin lỗi 4 cây số các bạn. Từ Sala về Hai Bà Trưng với Điện Biên Phủ. Nóng quá, mở cái nón này chút. Quá nóng. Máy boxer. Cái máy boxer này nó rất là mát. Cái này gọi là bò chứ không phải chạy nữa. Nhích từng chút một. Ngã tư Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng. Tắt cái thông báo này không biết tắt làm sao luôn, chưa biết cách. Wow, khó quá. quá phức tạp, giao thông cực kỳ phức tạp, rất nhiều người phải leo lên là chạy. Rồi quẹo trái vào Võ Thị Sáu. Nóng quá, nóng luôn. Này không biết đóng sao nữa. Lát đi đổ xăng luôn. Đổ xăng chở đầy coi nó có thông báo không. Trái, quẹo trái. Ơi, một cái hành trình có vài ba cây số nhưng mà quá phức tạp. Tới nơi. Rồi. Vừa chạy về từ Sala về tới cửa hàng. Một chiếc xe rất đẹp, rất trẻ trung, rất là ngầu. Sao ý kiến? Đẹp. So với chiếc RS là sao? Trẻ trung đúng không? Trẻ hơn nhiều, thằng kia nhìn già. Rồi, ý kiến? Ý kiến? Hả? Bánh đồ cũng đẹp nữa. Trẻ trung hả? Trẻ hơn, nhìn nó ngầu hơn. Nhìn ngầu đúng không? Rồi, đây là những cái nhận xét ban đầu của những người không biết chơi xe. Phán trẻ trung, ngầu, đẹp. Còn cái chuyện chạy thì hạ hồi tính sau. Nhìn vô là đẹp và rất ấn tượng. Rồi các bạn, nãy giờ đậu ngoài cửa hàng, bây giờ chạy về nhà, giờ đổ xăng cho em nó, xong rồi chạy về nhà thử vòng. Nhìn rất đẹp, rất ưng ý. Ơi, lên xe. Giờ để mình chỉnh cái tư thế, cái camera GoPro cho nó xuống chút xíu để các bạn thấy cái khu vực này cho nó đẹp. Nãy cái đoạn trước nó hơi lên quá, nãy nó lên trên này không có thấy cái xe đó. Nhìn về thấy rõ hơn. Rồi lên đường. Cái bô rất là êm, phải nói là quá êm luôn. Cái độ bốc tuyệt vời. Nhớ một cái là bốc lên, nhớ một cái là bốc lên. Rất mạnh các bạn. Cái đồ vọt rất là tốt. Nhớ một cái là lên, nhớ một cái là lên. Không có đường nữa mà chạy. Bồ quá êm luôn. chạy không ai biết có mô tô kế bên đó. Đường như vậy thì không chạy được lên số 3. Tới ngã tư Bình Giã Bánh với Nguyễn Văn Trỗi. Ghé vào cây xăng này mình đổ xăng đó. Đầy bình 95 em. Trời. Cái đầy bình. Bao nhiêu để biết? Cỡ nào không? Cỡ hơn 300 á. 300. Ừ. Hơn 300.000. $300.000 ở 15 lít à. Bình này 20 lít. 300.000. 20 lít. Rồi, 300 thôi. Rồi ok, đúng 300 này. À. Rồi dễ tính. Các bạn đóng lại và bấm xuống kêu cái cốc. Rồi, đổ xăng xong. Đây ngay ngã tư Huỳnh Văn Bánh với Nguyễn Văn Trỗi. Giờ chạy về nhà luôn, xuống hầm đậu. Tối nay ra mắt Apple, các sản phẩm mới của Apple, trong đó có iPhone 11. Một sự kiện rất là hấp dẫn đối với những giới công nghệ. Lát mình up cái video này lên cho các bạn coi cho vui. Đứng lên rồi các bạn, đứng lên chạy rất là sướng. Mới vài cây số đầu tiên cho nên là cũng chưa có quen xe lắm ha. Mình nghĩ chạy chừng 1.000 cây đầu tiên là sẽ quen. Xe mới cho thẻ mới anh. Hả? Khỏi hả? Hả? Rồi ok. Xe mới chưa đăng ký thẻ. Rồi. Cho xin cái chỗ nha. Xin cái chỗ trong góc á. Xin cái chỗ trong góc. Đậu đây rồi chuẩn bị đi làm giấy tờ. Giấy tờ xong xuôi mới được chạy. Đây. Chỗ này là một mình thôi, một mình em thôi. Cái nẹp bô cho các bạn nghe thử cái tiếng bô nha. Rồi, xe đã tới nhà. Mình kết thúc cái video này ở đây nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.